Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Sách ECT chương 1. Xảy trong đời vua Asuêru, tức Asuêru kia mà cai trị trên 127 tỉnh từ Ấn Độ cho đến Ethiopia. Khi vua ngự ngôi vương quốc tại Susa kinh đô người, nhằm năm thứ ba đời trị vì mình, người bày ra một bữa tiệc yến cho hết thảy quan trưởng và thần bậc mình. Đạo binh nước Pherosơ và Medi, các bậc sang trọng cùng các quan cai của hàng tỉnh đều ở trước mặt người. Trong nhiều ngày, tức trong 180 ngày, người bày tỏ sự giàu có sang trọng của nước và sự oai nghi rực rỡ của người. Khi các ngày đó đã qua rồi, vua bày đãi hết thảy dân sự đang có ở tại kinh đô Susa, hoặc lớn hay nhỏ, một cuộc tiệc yến 7 ngày tại nơi hành lang của thượng uyển. Tư bề có treo màn trướng sắc trắng, xanh lá cây và xanh da trời, dùng dây gai màu trắng và màu tím cột vào vòng bạc và trụ cẩm thạch. Các giường sập bằng vàng và bạc, đặt trên nền lót cẩm thạch đỏ và trắng, ngọc phụng và cẩm thạch đen. Người ta đãi uống bằng chén vàng, những chén nhiều thứ khác nhau và có ngự tửu rất nhiều, cho xứng đáng theo bậc giàu sang của vua. Người ta uống rượu tùy theo lệnh truyền, chẳng ai ép phải uống, vì vua đã truyền các thần tể cung điện hãy làm tùy ý của mỗi người muốn. Hoàng hậu Vả Thi cũng đãi một bữa tiệc cho các người nữ tại cung vua Asuêru. Qua ngày thứ bảy, vua uống rượu hứng lòng rồi, bèn truyền cho Mehuman, Bittha, Hạc-bô-na, Biết-tha, A-bát-tha, Sê-thạc và Cạc-cách, tức bảy hoạn quan hầu trực vua Asuêru, dẫn hoàng hậu Vả Thi đến trước mặt vua, đội mão triều hoàng hậu, đặng tỏ ra phết lịch sự của bà cho dân sự và cho các quan trưởng xem thấy, vì tướng mạo bà rất tốt đẹp. Nhưng hoàng hậu Vả Thi không khứng đến theo mạng của vua truyền bởi các hoạn quan. Vua bèn nổi giận dữ, phát nóng nả trong lòng. Vả thường khi vua có sự gì, bèn hỏi bàn các người rõ luật thông pháp. Những quan kế cận vua hơn hết là Cạc Sê-na, Sê-thạc, Ác-ma-tha, Ta-rê-si, Mê-re, Mạc-sê-na, Mê-hu-can, tức bảy quan trưởng của nước Pherosơ và Mê-đi, thường thấy mặt vua và ngồi bậc cao nhất trong nước. Bây giờ vua hỏi chúng rằng, hoàng hậu Vả Thi chẳng có vâng theo mạng của vua Asuêru cậy các hoạn quan truyền cho. Vậy thì theo luật pháp chúng ta phải xử bà thế nào? Mê-mu-can thưa trước mặt vua và các quan trưởng rằng, Vả Thi chẳng những làm mất lòng vua mà thôi, nhưng lại hết thảy những quan trưởng và dân sự ở trong các tỉnh của vua Asuêru. Vì việc này đồn ra trong các người nữ, khiến họ khinh bỉ chồng mình, nói rằng vua Asuêru có biểu dẫn hoàng hậu Vả Thi đến trước mặt vua mà nàng không có đến. Ngày nay, các vợ quan trưởng Pherosơ và Medi mà đã hay việc hoàng hậu đã làm, cũng sẽ nói một cách với chồng mình, rồi sẽ có lắm điều khinh bỉ và cơn giận. Nếu đẹp ý vua, khá dáng chiếu chỉ, chép vào trong sách luật pháp của nước Pherosơ và Medi chẳng hề hay đổi đặng rằng Vả Thi sẽ chẳng còn vào đến trước mặt vua Asuêru nữa. Vua khá ban vị hoàng hậu của Vả Thi cho một người khác tốt hơn nàng. Khi chiếu chỉ của vua làm đã được truyền khắp trong nước vua, vì nước thật rộng lớn, thì các người vợ tất phải tôn kính chồng mình, từ người sang trọng cho đến kẻ nhỏ hèn. Lời này đẹp ý vua và các quan trưởng, vua bèn làm theo lời của Mê-mu-can đã luận, hạ chiếu cho các tỉnh của vua theo chữ và tiếng của mỗi tỉnh mỗi dân, mà bảo rằng mỗi người đàn ông phải làm chủ của nhà mình và lấy tiếng bản xứ mình mà dạy biểu. Chương 2. Sau các việc ấy,
khi cơn thạnh nộ vua Asuero đã nguôi lại, thì người bạn nhớ lại vả thi và việc nàng đã làm cùng sự đã chỉ định cho nàng. Các cận thần vua thưa rằng, khá tìm cho vua những nữ đồng trinh tốt đẹp, và xin vua hãy sai khiến những quan đi khắp các tỉnh của nước vua, nhóm hiệp hết thảy nữ đồng trinh tốt đẹp đến Susa là kinh đô, dẫn vào hậu cung và giao phó cho Hegai, hoạn quan của vua, thái giám những cung phi, rồi phát cho chúng những hương phẩm cần dùng cho sự tẩy uế. Hễ con gái trẻ nào được đẹp lòng vua, khá lập hoàng hậu thế cho vả thi. Lời ấy đẹp lòng vua, vua bèn làm như vậy. Ở tại kinh đô Susa, có một người Juda tên là Mạc Đô Chê, con trai của Giai-rơ, cháu của Si-mê-i, chắc của Kích người Benjamin. Người bị bắt dẫn khỏi Jerusalem với những kẻ bị bắt làm phu tù đồng một lượt với Jeconia, vua Juda, mà Nebuchadnezzar, vua Babylon, đã bắt làm phu tù. Người bảo dưỡng Hadasa, tức là Esete, con gái của cậu mình, vì nàng không có cha mẹ. Người thiếu nữ ấy là tốt tươi hình dạng, đẹp đẽ dung nhan. Vậy, khi cha mẹ nàng đã qua đời rồi, Mạc Đô Chê nhận nàng làm con gái mình. Xảy ra, khi mạng lệnh của vua và chiếu chỉ người đã được rõ biết, khi có nhiều con gái trẻ đã nhóm hiệp tại kinh đô Susa giao phó cho Hegai trưởng quản, thì Esete cũng được đem đến cung vua, giao phó cho Hegai quan thái giám các cung phi. Con gái trẻ đó đẹp lòng Hegai và được ơn trước mặt người. Người lật đật ban cho nàng những hương phẩm cần dùng sự tẩy uế và những vật nhật dụng của nàng, cung cấp cho nàng 7 con gái tơ chọn lấy trong cung vua. Đoạn, Hegai dời nàng với các con gái tơ vào trong một cái phòng tốt nhất của cung phi tần. Esete chẳng tỏ ra dân mình và quê hương mình vì Mạc Đô Chê có dặn nàng đừng tỏ ra cho ai biết. Mỗi ngày, Mạc Đô Chê đi dạo chơi trước sân của cung các phi tần để cho biết Esete có bình yên chăng và nàng sẽ ra thể nào. Mỗi con gái trẻ chiếu theo lệ định mà dọn mình cho tinh sạch trong 12 tháng. 6 tháng dùng dầu một dược, 6 tháng dùng thuốc thơm cùng những hương phẩm cần dùng về sự tẩy uế. Sau kỳ ấy đã mãn rồi, mỗi con gái trẻ theo phiên thứ mà đến cùng vua Asuero. Họ vào chầu vua như vậy: phàm vật gì nàng muốn đem theo từ cung phi tần đến cung điện vua thì họ liền ban cho. Buổi tối thì nàng đi đến, còn sớm mai trở về hầu cung thứ nhì. Có Sa-ách-ga là hoạn quan của vua, thái giám các phi tần coi sóc. Nàng không hề vào cùng vua nữa, miễn là nàng đẹp ý vua và được vua đòi tên mình. Khi phiên Esete, con gái của Abihai, cậu của Mạc Đô Chê, là người đã nhận nàng làm con, đã đến để đi vào cùng vua, thì nàng chẳng cầu xin gì hết ngoại trừ điều Hegai, hoạn quan vua, thái giám các phi tần đã định cho. Esete được ơn trước mặt mọi người thấy nàng. Ấy vậy, Esete được đưa đến cùng vua Asuero trong cung vua nhằm tháng 10 là tháng Tebet, năm thứ 7 đời người trị vì. Vua thương mến Esete nhiều hơn các cung nữ khác và nàng được ơn tại trước mặt vua hơn những nữ đồng trinh. Vua đội mão triều thiên trên đầu nàng và lập nàng làm hoàng hậu thế cho vả thi. Đoạn, vua bày một tiệc lớn đãi các quan trưởng và thần bộc mình, tức tiệc yến của bà Esete. Vua rộng tha thuế cho các tỉnh và ban thưởng xứng đáng theo bậc giàu sang của vua. Khi các nữ đồng trinh hiệp lại lần thứ nhì, thì Mạc Đô Chê ngồi ở nơi cửa vua. Esete y như lời Mạc Đô Chê đã dặn mình, không tỏ cho ai biết quê hương và tông tộc mình, vì Esete làm theo điều Mạc Đô Chê dặn nàng như khi nàng còn được bảo dưỡng nơi nhà người. Trong các ngày đó, Mạc Đô Chê đang ngồi nơi cửa vua. Có 2 hoạn quan của vua trong bọn kẻ giữ cửa là Bích Thang và Thê-rết nổi giận, toan mưu tra tay vào vua Asuero. Việc ấy thấu đến Mạc Đô Chê biết, người học lại cho hoàng hậu Esete. Bà Esete nhân tên Mạc Đô Chê tâu lại cho vua. Người ta bèn tra hạch việc đó, thấy quả thật như vậy, rồi cả 2 đều bị treo nơi cây hình,
Đoạn họ chép điều đó trong sách sử ký tại trước mặt vua. Chương 3. Sau các việc ấy, vua Asuero thăng chức cho Haman, con trai của Hammedatha người Agag, và làm nổi danh người, đặt ngôi người trên các quan trưởng ở cung vua. Hết thảy thần bộc ở tại nơi cửa vua đều cúi xuống lại Haman, vì về phần người, vua đã truyền bảo như vậy. Nhưng Mardochê không cúi xuống cũng không lại người. Các thần bộc ở nơi cửa vua bèn nói với Mardochê rằng: cớ sao ông phạm mạng vua? Sải vì chúng nói với người ngày này qua ngày kia mà người chẳng khứng nghe đến, thì chúng cáo cho Haman hay, đặng thử xem sự tình của Mardochê có thắng chăng, vì người đã tỏ cho chúng rằng mình là người Giuđa. Khi Haman thấy Mardochê không cúi xuống và không lại mình, bèn nổi giận dữ. Người ta đã học cho Haman biết Mardochê là người Giuđa, nên người cho sự tra tay trên một mình Mardochê là một sự nhỏ mọn. Người bằng tìm mưu giết hết thảy dân Giuđa là tông tộc của Mardochê ở trong toàn nước Asuero. Tháng Giêng là tháng Nisan, năm thứ 12 đời vua Asuero, người ta bỏ Phu-rơ, nghĩa là bỏ thăm, mỗi ngày, mỗi tháng tại trước mặt Haman, cho đến tháng 12 là tháng Ada. Haman tâu với vua Asuero rằng: có một dân tộc tản mạn tải rác ra giữa các dân tộc trong những tỉnh của nước vua. Luật pháp của chúng nó khác hơn luật pháp của các dân khác, lại chúng nó cũng không tuân theo luật pháp của vua. Dung chúng nó chẳng tiện cho vua. Nếu điều đó vừa ý vua, khá dáng chiếu chỉ truyền tuyệt diệt chúng nó đi, rồi tôi sẽ cân 10.000 ta lân bạc phó vào tay những quan đốc tư để đem vào kho vua. Vua bèn cởi chiếc nhẫn khỏi tay mình trao cho Haman, con trai Hammedatha người Agag, kẻ cừu địch dân Giuđa. Vua nói với Haman rằng: bạc đã ban cho ngươi, dân sự cũng phó cho ngươi, để làm điều chi mặc ý ngươi. Tháng Giêng, ngày 13, thì đòi những thầy thơ ký của vua đến. Rồi tùy theo mọi điều Haman truyền dặn, người ta nhân danh Asuero viết chiếu cho các quan trấn thủ của vua, cho các quan cai quản mỗi tỉnh và cho trưởng tộc của mỗi dân tộc. Tỉnh nào dùng chữ nấy, dân tộc nào theo thổ âm nấy. Đoạn họ lấy chiếc nhẫn của vua mà đóng ấn. Rồi họ gửi các thơ bởi lính trạm cho các tỉnh của vua, đặng giải biểu rằng nhằm ngày 13 tháng 12, tức là tháng Ada, phải trừ diệt, giết chết và làm cho hư mất hết thảy dân Giuđa trong một ngày đó, vô luận người già, kẻ trẻ, con nhỏ hay là đàn bà, và cướp giật tài sản của chúng nó. Để cho chiếu chỉ được tuyên bố trong mỗi tỉnh, có bản sao lục đem rao cho các dân tộc biết, hầu cho chúng đều sẵn sàng về ngày đó. Các lính trạm vâng lệnh vua vội vàng đi ra. Chiếu chỉ này cũng truyền ra tại Kindo Susa. Đoạn vua và Haman ngồi lại uống rượu, còn thành Susa đều hoảng kinh. Chương 4. Vả lại, hỏi anh em, anh em đã học nơi chúng tôi phải ăn ở cách nào cho đẹp ý Đức Chúa Trời, và điều đó anh em đã làm rồi, thì chúng tôi nhân Đức Chúa Giêsu xin và cầu anh em phải đi luôn theo đường ấy càng ngày càng tới. Anh em biết rõ chúng tôi đã bởi Đức Chúa Giêsu mà truyền cho anh em những điều răn nào. Vì ý muốn Đức Chúa Trời ấy là khiến anh em nên thánh, tức là phải lánh sự ô uế. Mỗi người phải biết giữ thân mình cho thánh sạch và tôn trọng, chẳng bao giờ sa vào tình dục luôn tuồng như người ngoại đạo, là kẻ không nhìn biết Đức Chúa Trời. Chớ có ai phỉnh phờ anh em mình, hay là làm hại anh em bất kỳ việc gì, vì Chúa là đấng báo oán những sự đó, như chúng tôi đã nói trước cùng anh em và đã làm chứng. Bởi chưng Đức Chúa Trời chẳng gọi chúng ta đến sự ô uế đâu, bèn là sự nên thánh vậy. Cho nên, ai khinh bỏ điều chúng tôi nói, thì không phải khinh bỏ người ta đâu, bèn là khinh bỏ Đức Chúa Trời, là đấng đã ban thánh linh của Ngài trong anh em. Còn như sự anh em yêu thương nhau, về điều đó không cần viết cho anh em, vì chính anh em đã học nơi Đức Chúa Trời phải yêu thương nhau, và đối với mọi anh em khác trong cả xứ Macedon cũng làm như vậy. Nhưng hỏi anh em, chúng tôi khuyên anh em hằng tỏ lòng yêu thương đó thêm mãi, ráng tập ăn ở cho yên lặng,
săn sóc việc riêng mình, lấy chính tay mình làm lụng, như chúng tôi đã dặn bảo anh em. Hầu cho ăn ở với người ngoại cách ngay thẳng và không thiếu chi hết. Hỏi anh em, chúng tôi chẳng muốn anh em không biết về phần người đã ngủ. Hầu cho anh em chớ buồn rầu như người khác, không có sự trông cậy. Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Giê-xu đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Giê-xu cùng đến với Ngài. Và này là điều chúng tôi nhờ lời Chúa mà rao bảo cho anh em. Chúng ta là kẻ sống, còn ở lại cho đến kỳ Chúa đến, thì không lên trước những người đã ngủ rồi. Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống. Bây giờ những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Kế đến, chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây tại nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Thế thì anh em hãy dùng lời đó mà yên ủi nhau. Chương 5. Hỏi anh em về thời và kỳ thì không cần viết cho anh em, vì chính anh em biết rõ lắm rằng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm vậy. Khi người ta sẽ nói rằng bình hòa và an ổn, thì tai họa thình lình vụt đến, như sự đau đớn xảy đến cho người đàn bà con nghén, và người ta chắc không tránh khỏi đâu. Nhưng hỏi anh em chẳng phải ở nơi tối tăm nên nỗi ngày đó đến thình lình cho anh em như kẻ trộm. Anh em đều là con của sự sáng và con của ban ngày. Chúng ta không phải thuộc về ban đêm, cũng không phải thuộc về sự mờ tối. Vậy, chúng ta chớ ngủ như kẻ khác, nhưng phải tỉnh thức và dè dữ. Vì kẻ ngủ thì ngủ ban đêm, kẻ say thì say ban đêm, nhưng chúng ta thuộc về ban ngày. Nên hãy dè dữ, mặc áo giáp bằng đức tin và lòng yêu thương, lấy sự trông cậy về sự cứu rỗi làm mão trụ. Vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn cho chúng ta bị cơn thạnh nộ, nhưng cho được sự giải cứu bởi Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, là Đấng đã chết vì chúng ta. Hầu cho chúng ta hoặc thức hoặc ngủ đều được đồng sống với Ngài. Vậy thì anh em hãy khuyên bảo nhau, gây dựng cho nhau như anh em vẫn thường làm. Hỏi anh em, xin anh em kính trọng kẻ có công khó trong vòng anh em, là kẻ tuân theo Chúa mà chỉ dẫn và dạy bảo anh em. Hãy lấy lòng rất yêu thương đối với họ vì cớ công việc họ làm. Hãy ở cho hòa thuận với nhau. Nhưng hỏi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác, nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ. Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi. Phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ đối với anh em là như vậy. Chớ dập tắt Thánh Linh, chớ khinh dễ các lời tiên tri. Hãy xem xét mọi việc, điều chi lành thì giữ lấy. Bất cứ việc gì tựa như điều ác thì phải tránh đi. Nguyện xin Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được khi Đức Chúa Jesus Christ chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em là thành tín, chính Ngài sẽ làm việc đó. Hỡi anh em, hãy cầu nguyện cho chúng tôi với. Hãy lấy cái hôn thánh mà chào hết thảy anh em. Tôi nhân Chúa này xin anh em hãy đọc thơ này cho hết thảy anh em đều nghe. Nguyện xin ân điển của Đức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta, ở với anh em. Thi thiên thứ 9. Tôi sẽ hết lòng cảm tạ Đức Giê-hô-va, tỏ ra các công việc lạ lùng của Ngài. Hỡi Đấng Chí Cao, tôi sẽ vui vẻ hớn hở nơi Ngài và ca tụng danh của Ngài. Khi kẻ thù nghịch tôi lui bước, chúng nó vấp ngã và hư mất trước mặt Chúa. Vì Chúa binh vực quyền lợi và duyên cớ tôi, Chúa ngồi tòa mà đoán xét công bình. Chúa đã quở trách các nước, hủy diệt kẻ ác, xóa sạch danh chúng nó đời đời. Kẻ thù nghịch đã đến cùng, bị hủy diệt đời đời, còn các thành Chúa đã phá đổ. Dầu kỷ niệm nó cũng đã bị hư mất rồi.
Nhưng Đức Giê-hô-va ngồi cai trị đời đời. Ngài đã giữ biển ngôi mình để đoán xét. Ngài sẽ lấy công bình đoán xét thế gian, dùng sự ngay thẳng mà xử các dân tộc. Đức Giê-hô-va sẽ làm nơi náu ẩn cao cho kẻ bị hà hiếp, một nơi náu ẩn cao trong thì gian truân. Hỡi Đức Giê-hô-va, phàm ai biết danh Ngài sẽ để lòng tin cậy nơi Ngài, vì Ngài chẳng từ bỏ kẻ nào tìm kiếm Ngài. Khá ngợi khen Đức Giê-hô-va là đấng ngự tại Si-ôn, hãy báo cáo giữa các dân công việc tối cao của Ngài. Vì đấng báo thù huyết nhớ lại kẻ khốn cùng, chẳng hề quên tiếng kêu của họ. Đức Giê-hô-va ơi, xin thương xót tôi. Hỡi đấng đem tôi lên khỏi cửa sự chết, hãy xem sự gian nan tôi mắc phải tại vì kẻ ghét tôi. Hầu cho tại cửa con gái Si-ôn, tôi tỏ ra mọi sự ngợi khen Chúa và mừng rỡ về sự cứu rỗi của Ngài. Các dân đã luống xuống trong hố chúng nó đã đào, chân của chúng nó mắc vào lưới chúng nó đã gài kín. Đức Giê-hô-va thi hành sự đoán xét mà tỏ mình Ngài ra. Kẻ ác bị công việc tay mình làm trở vấn lấy. Kẻ ác sẽ bị xô xuống âm phủ, và các dân quên Đức Chúa Trời cũng vậy. Người thiếu thốn sẽ không bị bỏ quên luôn luôn, và kẻ khốn cùng chẳng thất vọng mãi mãi. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy trỗi dậy, chứa cho người đời được thắng. Nguyện các dân bị đoán xét trước mặt Ngài. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy làm cho chúng nó sợ hãi. Nguyện các dân biết mình chẳng qua là người phàm. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn, và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Quýt thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Quýt. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.